Ngày 20 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học giải pháp chủ yếu phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô Hà Nội đến năm 2020. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp thành phố do Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn chủ trì. Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống, phân tích tài liệu trong nước và ngoài nước, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động thông tin đối ngoại của Hà Nội từ đổi mới đến nay, đề xuất những giải pháp phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô đến năm 2020, tiếp nối các vấn đề về bối cảnh, tổng quan chung, hệ thống khái niệm, quan điểm cũng như tính cấp thiết của việc phát triển thông tin đối ngoại của thủ đô đã được các chuyên gia thảo luận trao đổi trong tọa đàm trước đây. Hội thảo lần này tập trung vào việc xây dựng hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này, hướng tới một mô hình thông tin đối ngoại hiện đại cho thủ đô Hà Nội. Hội thảo đã tập trung lắng nghe và thảo luận xoay quanh các báo cáo, giải pháp tăng cường công tác quản lý thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Hà Nội và đặc biệt nhấn mạnh tới công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Định hướng phát triển thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội đến năm 2020 của Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Anh, trưởng phòng thông tin đối ngoại Sở Ngoại vụ Hà Nội và nhiều tham luận khác.